Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Nhiếp ảnh và đời sống. Nhắc đến nhiếp ảnh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có những bức ảnh được bạn bè, người thân và nhiếp ảnh gia chụp cho. Đương nhiên, chúng ta cũng từng chụp cho một ai đó. Vâng thưa các bạn, những bức ảnh đời sống lưu giữ những gì chân thật nhất qua góc nhìn của mỗi người lại khác nhau. Với chúng ta, chỉ cần một chiếc điện thoại đơn giản là đã có được một bức ảnh lưu lại làm kỷ niệm rồi. Nhưng với nhiếp ảnh gia thì sao ạ? Ngoài một chiếc máy chuyên dụng, họ còn có một góc nhìn hoàn toàn khác. Gần đây nhất, tôi được xem triển lãm liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 6 với chủ đề là Kiến trúc Hà Nội xưa và nay, cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Từng góc phố, hàng cây, con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi qua, như sao liên ảnh lại có thể trong trẻo và lạ lẫm đến vậy? Bản thân tôi khi xem xong những tác phẩm này cảm thấy vô cùng gần gũi và thêm yêu Hà Nội hơn. Hôm nay tôi xin được mời ra trường quay một nhiếp ảnh gia đã có rất nhiều tác phẩm chụp về Hà Nội qua rất nhiều kỳ triển lãm. Xin được mời người đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm ảnh Hà Nội một trái tim hồng. Mời anh Phạm Bất Học ra giao lưu với quý khán giả.